Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video nào mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Calvin Klein đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến theo website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu mắt kính ngày hôm nay. Ở bên trong các bạn thấy là họ đóng gói tương đối đơn giản ha. Chúng ta sẽ có một lớp giấy dầu đệm gói như thế này và phía bên trong chính là chiếc bóc chính đựng mẫu mắt kính của chúng ta. Đây, một chiếc bóc màu trắng rất là quen thuộc của Calvin Klein, tông màu trắng nổi bật với tên thương hiệu màu đen ngay phần nắp hộp. Và để đảm bảo cho sản phẩm của chúng ta sẽ luôn hoàn hảo khi đến tay khách hàng thì mình sẽ đeo bao tay vào, tránh trường hợp là mồ hôi tay bám lên chiếc bóc màu trắng cũng như là bám trên bề mặt sản phẩm rất là mức thẩm mỹ. Đây, bên xung ngoài hộp thì mình thấy là không có những cái thông tin gì. Rồi, tạm thời mình sẽ đi vào bên trong luôn nha. Bên trong thì mẫu mắt kính của chúng ta vẫn được bảo vệ rất là kỹ lưỡng bởi cái lớp ni lông như thế này. Rồi, không có gì khác ha. Chúng ta sẽ có thêm cái phụ kiện đó là sách hướng dẫn nằm ở bên trong luôn. Trên chiếc túi này chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp một số cái thông tin về sản phẩm. Đầu tiên là về thương hiệu nè, Calvin Klein, và mã sản phẩm CK19568F, mã màu sẽ là 210, thông số kỹ thuật là 5815142. Mã sản phẩm này thì mình có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm này dưới phần nội dung, các bạn có thể truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nhé. Còn bây giờ mình sẽ lấy chiếc mắt kính ra cho các bạn có những góc quay nó thực tế nhất ha. Đeo vào tay thì nó hơi khó mở chút xíu nha các bạn. Đây, đây là vật chính của chúng ta đây. Kèm với đó là một số hướng dẫn cho chiếc kính mắt của chúng ta, tương đối mỏng thôi các bạn. Và tạm thời mình để một bên nha. Đi đến nhân vật chính thì Calvin Klein họ bảo vệ hai chiếc càng kính này cũng khá là đơn giản bằng một cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính bên trái như thế này. Tạm thời mình sẽ lấy ra nha. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, rất là đẹp không các bạn. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ về tên của mẫu sản phẩm ngày hôm nay sẽ là Calvin Klein Fashion Mansion Class, một mẫu kính mát dành cho nam giới đến từ bộ sưu tập fashion của Calvin Klein. Với mã sản phẩm đầy đủ sẽ là CK19568F-210. Và độ rộng kính trên mẫu này là 58mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có đường link hướng dẫn cho các bạn chọn size kính phù hợp với gương mặt của mình. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt nè, cũng như là chi tiết hai bên thái dương này nhé. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng luôn. Nó giúp cho chúng ta có thể chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang với mình và phải mang lại cái trải nghiệm đeo nó thực sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính đó mới dành cho bạn. Và màu trong kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là một cái màu nâu cơ bản và tất nhiên 100% chống tia UV rồi. Đó là chức năng cơ bản của một chiếc kính mát. Về cầu kính thì chúng ta sẽ có là 15mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây, chính là chiếc cầu kính của chúng ta. Và càng kính trên mẫu này sẽ là 142mm nha các bạn. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những số đo thông số kỹ thuật cũng như là mã sản phẩm được thể hiện bên trong càng kính bên trái và tương tự như trên mẫu này đây. Chúng ta sẽ có là CK19568F nè. Mã màu là 210 và sau cùng là thông số kỹ thuật 5815142. Ở phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có thông tin về tên thương hiệu Calvin Klein cùng với chuẩn mới là UKCA và cái chiều dài càng kính được in một lần nữa phía bên đây luôn nha các bạn. Rồi đó là những thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính này. Còn phía bên ngoài càng kính các bạn sẽ có thể thấy tên thương hiệu được đặt rất là nổi bật ngay trên phần thân càng kính màu nâu này luôn. Calvin Klein ở cả hai bên. Chúng ta sẽ được tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn rất là nhiều trên mẫu mắt kính này ở các góc nhìn. Và dạng khung trên mẫu này chúng ta sẽ có một dạng khung là rectangular, tức là dạng chữ nhật. Đối với kiểu kính dạng này nó sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt hơi tròn. Nó giúp tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt của bạn trở nên cân đối thanh thoát hơn rất là nhiều. Đó chính là cái ưu điểm của các gọng kính vuông hay là gọng kính chữ nhật giống như thế này. Màu khung ở đây chúng ta sẽ có là một màu nâu, nâu ra thôi, tức là nâu pha lê. Là nó hơi trong, nó bóng bóng một chút xíu và nó hơi trong trong này các bạn có thể thấy nè. Đó chính là cái màu nâu pha lê ha, rất là đẹp luôn. Và chúng ta sẽ có chế tác đánh bóng, nó tạo nên sự bóng bẩy cũng như các hiệu ứng bắt sáng rất là thu hút khi mà chúng ta di chuyển ở mọi góc nhìn.
chất liệu khung ở đây chúng ta sẽ có là nhựa plastic. Ưu điểm của gọng nhựa plastic là đa dạng về kiểu dáng, màu sắc cũng như đáp ứng được cho nhiều lứa tuổi nè. Thường được đệm bên trong là một cái lớp kim loại để nhằm tăng độ bền cho sản phẩm. Nó cho cái cảm giác đeo rất là thoải mái vì có trọng lượng tương đối nhẹ. Và đặc biệt thì nó an toàn, không gây dị ứng cho da. Đó là những cái ưu điểm rất là lớn trên cái loại vật liệu nhựa plastic này. Và qua các góc quay thì các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung ha. Đây cũng như là hai bên ống kính nè, các chi tiết còn cực kỳ hoàn hảo luôn, càng kính nè, và phần khớp kính còn rất là chắc chắn, quạt khá là dày luôn. Mình sẽ show ra rất là kỹ cho các bạn xem ở các góc. Càng kính hai bên đều còn rất là chắc chắn. Và đó cũng là một số góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn. Nếu như mà nào đang quan tâm đến các mẫu kính mát của Calvin Klein nói chung cũng như là mẫu Calvin Klein ngày hôm nay nói riêng, hiện tại tại eShip.vn đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm về kính mát cũng như là kính mắt nào với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.